cái nhà hàng, cái video mình cứ đứt hoài à. Thì mình làm phải, mình phải làm part 1, part 2, part 3 ra nha. Thông cảm với mình ha. Cái video nó cấp hoài cả nhà thông cảm ha, mình làm part 1, part 2, part 3 nha. Ngon, cá tươi, béo, dai. Vừa ăn cá nó vừa ăn cả nhà. Nè, cái cá kho này cả nhà. Cá kho này ngon lắm cả nhà, thấy không? Cá kho này ngon lắm. Đó. Đang ăn chung với con gái của mình, nó 16 tuổi rồi, nó không muốn lên video.